nay trở lại với kênh Hiếu Minh Audio. Rất vui mừng được gặp lại các bác trong ngày hôm nay. Và hôm nay em có một chuyến đi lắp đặt một con vang số DB-S700 và một chiếc mic DB-550 Plus cho anh Trường có địa chỉ tại Trường Mỹ, Mỹ Đức. Và bây giờ em sẽ, đây là toàn bộ những thiết bị và em đã để ở đây. Và bây giờ em sẽ bắt đầu di chuyển đến nhà anh và các bác cùng theo dõi clip bên em nhé. Ok, nhớ là hứa với anh ý rồi là không hay là đem đồ về. Nhớ là đừng có để, phải đem đồ về nhá. Ok anh. Vâng, và hiện tại thì em cũng đã đến được nhà bác khách có địa chỉ tại Tuy Lai, Mỹ Đức. Và đây là cấu hình bộ dàn của bác. Anh tên là gì nhỉ? Anh Trường. Đấy. Đây thì bác sử dụng là một đôi CAF này. Đấy, anh dùng một đôi CAF Bass 30. Và đây là toàn bộ cấu hình combo karaoke. Đấy, mic DB-550 Plus mà trước anh lấy bên em này. Và con vang số S700. Và một con quản lý nguồn PC-820 và một con đẩy CLF AK-6.0. Ok, và bây giờ thì em cũng đã mới bắt được thiết bị lên và bắt đầu sẽ set bộ dàn này của anh. Và em sẽ gửi... Alo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, chế độ eco thì vượt. Alo, 1, 2. Ok, và cuối cùng thì em cũng đã dàn xong cho anh Trường. Bây giờ em sẽ test một bản nhạc buổi giữa, buổi trưa này thì em sẽ mở nhạc hơi nhỏ một chút. Tình đời khi chẳng ghi đèn
còn lời nói hương thường. Cuộc đời thì có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời cháy sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình thôi. Suốt nửa đời này biết mấy ai cần, nhiều đêm thức giấc ngơ ngàng nhớ người tình nhân. Còn gì để tăng cao